gogothủ.vn, bán nick liên quân, bán quân huy tự động, truy cập ngay. It's Friday, tonight's our date. This town got light, I'm half played. My clothes are wrinkled, and hair's not straight. Tired as makeup, can't wait. You pick me up in the cherry colored car. The sun roofs down so we can reach for the stars. You speak to me. Chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn là một vị tướng nữ rất thích nghịch súng và chơi súng. Xạ thủ mang tên Siluka, đây là một vị tướng hoàn toàn mới và nằm trong đại gia đình cường cơ khí của Moren, Whit và Mark. Chắc là chị em hay là em gái nuôi, em gái mưa hôm nay mới được tìm thấy các bạn ạ. Xạ thủ này được liên quân, được Ghana Liên Quân Mobile mệnh danh là xạ thủ Imba với ulti bắn xa, cướp trụ, cướp bùa và combat tổng đều mạnh. Sẽ thay đổi meta khi ra mắt. Nghe rất đá và các bạn có thể nhìn thấy là một cái phong cách. Một cô nàng cực kỳ phong cách, ăn mặc phong cách, vũ khí phong cách, vô cùng thời trang. Wow, chưa gì mình đã nhìn thấy là cầm hai khẩu súng rất to rồi, thế này thì bắn không trượt phát nào luôn. Đầu tiên là vũ khí cầm trên tay, tiếp theo là khẩu pháo đang dựa bên cạnh vị tướng mới Siluka. Ok, mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm sơ qua về bộ kỹ năng của vị tướng này nha. Ok, để mà trải nghiệm được cái bộ kỹ năng và sức mạnh của vị tướng mới này, mình sẽ vào trong trận đấu. Các bạn có thể nhìn thấy là vị tướng mới của chúng ta Siluka có một ngoại hình khá đồ sộ trong trận đấu. Lý do tại sao? Vị tướng này vác khá là nhiều vũ khí trên người, cầm trên tay là một cái khẩu súng nhỏ và kèm theo là một khẩu pháo dắt ở sau lưng. Bộ đồ nhìn rất cồng kềnh, nhìn cho vị tướng này rất là béo các bạn ạ. Nhìn sơ qua là nhìn thấy hơi béo béo mập mập rồi. Đầu tiên về nội tại của vị tướng này mình sẽ giới thiệu sơ qua nha. Nội tại Siluka đánh thường trúng địch được tăng 3% chí mạng và công vật lý trong 1,5 giây cộng dồn tối đa 5 lần. Các bạn có thể nhìn thấy là nó đang tích điểm này. Đấy, tối đa 5 lần. Nó cứ quay vậy thôi. Quạt chữa 1 lướt lên theo hướng chỉ định được tăng sức mạnh, được tăng tốc độ di chuyển. Tăng 50% tốc chạy trong 2 giây, giảm dần theo thời gian. Đồng thời có thể hủy trạng thái pháo giàn. Nội tại tăng 60 công vật lý. Đây là về kỹ năng 1. Mình rất là cảm ơn bạn King of Boss đã hỗ trợ mình để có thể review cho tất cả các bạn biết được là chúng ta có những vị tướng mới như thế này. Để có thể trải nghiệm sơ qua khi vị tướng này chưa ra mắt chính thức. Còn đây là chiêu thứ hai, đặt bẫy à? Đặt giống khá lên đít các bạn ạ. Nhưng mình như là đặt được có 2 viên thôi. Và nó có thể phát nổ. Đấy, đặt được 2 viên rồi, đặt viên thứ ba là nó bị mất ngay. Chiêu 2 của Siluka. Siluka bắn mìn theo hướng chỉ định đồng thời cho tầm nhìn xung quanh mìn. Nếu tướng địch chạm phải sẽ bị làm chậm 50% và chịu 200 sát thương vật lý, đồng thời giảm giáp 15% trong 2 giây. Trong thời gian này, Siluka được nhận một lớp lá chắn tối đa 2 mìn các bạn ạ. Đấy là về kỹ năng thứ hai. Kỹ năng 1 tăng tốc độ di chuyển. Vị tướng này lướt lên. Chứ không phải đi bộ nữa đâu mà các bạn. Chiêu 1, còn đây là về chiêu cuối. Wow, không thể tin nổi. Khẩu pháo các bạn ạ. Mình thấy tích số 7 trên đầu. Các bạn có thể nhìn thấy là khẩu pháo, trời ơi, cái tầm bắn của nó rất là xa. Và bắn được 7 phát thì phải. Các bạn có thể nhìn thấy này, mình bắn từng phát một thì nó sẽ có những con số ở trên đầu. Khá ghê. Tầm rất xa các bạn ạ. Chiêu cuối của vị tướng Siluka, mở trạng thái pháo giàn trong 15 giây, tăng giáp và giáp phép nhưng không thể di chuyển. Siluka có thể bắn 7 phát, kích hoạt lại chiêu sẽ là hủy cái trạng thái của chiêu cuối này. Tối đa 7 phát. Rất là gắt. Chiêu 1 được tăng tốc độ di chuyển. Chiêu 2 búp giáp.
chung là mình cũng đã review sơ qua về nội tại chương 1, chương 2 và chương 3 cho tất cả các bạn biết rồi. Wow, chúng ta thử nhìn thấy chí mạng rất là ghê. Đây là chưa có đồ đâu mà mới cấp 5 thôi. Cái chương cuối này mình khẳng định với các bạn là nó vô cùng lợi nha. Các bạn đứng bên ngoài các bạn cấu gì ạ? Các bạn có thể chiêu cuối áp dụng được lên trụ, áp dụng được vào lính, áp dụng được vào tướng và áp dụng được vào quái rừng. Và có khả năng cướp rừng cực kỳ tốt. Trong giao tranh cái chiêu cuối này có sát tương lan các bạn ạ. Còn khi mà kích hoạt chiêu cuối các bạn vẫn có thể ném được chiêu thứ hai. Trời ơi, không khác gì một cái low cost cả. Cái điểm yếu là mình cảm thấy là chiêu cuối không cơ động. Tất nhiên chúng ta phải cắm dễ, phải cắm cái khẩu pháo xuống đất chúng ta bắn được. Nhưng mà nếu mà để mà đối phương đuổi thì các bạn phải tái kích hoạt lại để có thể là hủy cái chiêu cuối đi. Thà là nhìn người vì tướng này đồ số khác vác theo một khẩu pháo có chết tôi không. Trời đất ơi. Đây là một khẩu pháo rất đã. Bắn phát này thì không trượt phát nào các bạn ạ. Chúng ta có hai vị tướng xạ thủ. Và xạ thủ đầu tiên thì mình cũng làm video clip review buổi sáng rồi. Đấy chưa? Bắn sau có tạt thần một phát là nó sẽ chuyển mục tiêu sang mục tiêu khác. Chiêu cuối 7 phát bắn. Nếu mà không có mục tiêu thì các bạn bắn vào không khí nha. Rất là phê luôn các bạn ơi. Cái này lên đồ chí mạng thì không biết bắn như thế nào. Trời đất ơi. Chắc là tầm mấy ngày nữa thôi vì tướng này sẽ mở bán chính thức và lúc đấy thì mình sẽ mua và test cho tất cả các bạn đấu với người. Còn bây giờ chỉ là đấu luyện như thế này để review qua chất tướng và mọi người có thể nhận xét qua về chất tướng vị tướng này. Chúng ta có một vị tướng xạ thủ cơ động và chúng ta có một vị tướng xạ thủ có sát thương vô cùng lớn, bắn rất đã. Mình chắc chắn một điều đây là vị tướng phải lết game mạnh. Giống như kiểu Moren đầu game không mạnh cho lắm nhưng mà đến cuối game thì rất bá. Hoặc là Gwyn chẳng hạn. Hầu như là đại gia đình cơ khí đều sử dụng những cái vũ khí sáng chế ra, sáng tạo ra để trở nên bá đạo hơn. Súng ống thế này thì ai chơi nổi, trời đất ơi. Nhưng mà mình không biết là đang bật chiêu cuối này bị khống chế có mất không. Ví dụ đang bật chiêu cuối này thì gặp Illumia thì nó quẩy cho chiêu cuối các bạn bị choáng. Không biết là các bạn có bị mất chiêu cuối không. Cái này thì chưa thể test được nha. Nếu như bật chiêu cuối mà miễn nhiên khống chế thì quá tuyệt vời. Nhưng mà mình nghĩ là không đến nội bá vậy đâu. Đứng đây có thể farm tất cả mọi thứ rồi. Ok, review sơ qua về chất tướng vị tướng này thôi. Còn khi nào nó bảo mở bán chính thức thì mình sẽ test lại cho tất cả các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.
Chào hè cùng shop gói tủ khuyến mại giảm 10% cho khách hàng cũ với mua đơn hàng tặng kèm một lò xo lắc. Ưu đãi duy nhất trong 2 ngày mùng 7 tháng 6 và mùng 8 tháng 6, đặt hàng ngay trên shop gói tủ.